Thôi nè, đang để quên nữa, cho lì xì cho YouTuber đi, cuối năm rồi. Thay vì như mọi bữa là có một tờ thôi, nhưng mà hôm nay Tết, cuối năm mà anh em vẫn đi theo hỗ trợ dâm. Nên là hôm nay lì xì cho mấy em một thêm một tờ. Em mới chúc sức khỏe hết tất cả anh em YouTuber mình nha. Mấy anh em rất là thấy thương, nắng mưa gì á cũng lăn lê bò lết. Đồng hành cùng tụi dâm và team của mấy bạn yêu thương. Anh Khang lúc nào cũng là người giữ tiền. Rồi anh cũng đây mặt cho mấy em là năm mới chúc hai vợ chồng nhiều thật nhiều sức khỏe trước đó đã. Dạ. Đó, có sức khỏe thì hai vợ chồng sẽ làm được nhiều cái thiện nguyện giống như mình đang làm. Rồi. Cái thứ hai nữa là chúc cho tụi em càng ngày càng thành công trên cái con đường nghệ thuật của tụi em. Dạ. Ha. Dạ. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Cảm ơn mấy anh em ha. Ôi con lo rồi. Lo ơi. Lo không ơi. Chị Bích Tâm cũng mang 50 phần cơm đến trước nhà chị Loan đã phát nha cô chú. Hôm nay là đi bảo mộ nè.
cảm ơn cũng đăng cái điện thoại của xài 3G hay là wifi vậy? Nó nhảy cái kết nối, nó kết nối hoài. Đúng rồi. Bữa là có vô lần nhảy nhập trong không? Thì có đăng nhập đó, nó nhảy qua nhảy lại. Làm sao ta? Đưa vô tầm 15 hay là... chia sẻ cho chị Trâm, cô chú anh chị, rồi chị Trâm bán hết cúng này bây giờ chạy chỗ chia sẻ chị Trâm bán hết cúng đi vô ngoài không ra đầu đường hả, chỗ chờ chỗ gia đình nè, bệnh viện Thanh Hảo gì đó, bệnh viện là gần đây đó, đi nữa còn cái nhất quá tải là nấp bún không anh, bún mời ăn bún, mời ăn bún là bún không tốn tiền, không tốn tiền thôi thôi. Đó cô chú ơi, thì vừa rồi là chị Loan và chị Bích Trâm cũng có phát 50 phần cơm từ thiện tại nhà chị Loan nha cô chú. Hôm nay là ngày 25 tháng Chạp âm nha cô chú anh chị. Thì buổi sáng chị Bích Trâm cũng đi phát ở bệnh viện cô chú, nhưng mà phát không có hết thì chị cũng đem về trước nhà họ chị Loan để phát thêm nha cô chú anh chị. À, vợ chồng chị bùm bùm. Dạ tôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Và cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú.